Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì đội ngũ của chúng tôi rất là vui khi vừa thực hiện xong công nghệ mới nhất hiện nay dành cho lông mày cho một chị khách hàng rất là xinh đẹp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dành ra một ít phút để trò chuyện cùng chị nhé. Sẽ em chào chị để giới thiệu qua cho mọi người đang theo dõi livestream để biết là mình tên là gì và mình đến từ đâu không ạ? Mình tên là Hương và mình đến từ Long Biên, Sài Đồng ạ. Vâng, chị Hương ạ. Chị Hương ơi, vậy thì không biết là cái lý do vì sao mà chị Hương lại biết đến DK vậy ạ? Mình được bạn giới thiệu qua làm dịch vụ ở đây. Vâng, tức là bạn của mình cũng đã từng làm dịch vụ bên em đúng không ạ? Vâng, và theo như em mình tìm hiểu thì chị Hương đã trải nghiệm cả dịch vụ phun môi ở tại DK nữa. Và ngày hôm nay thì chị Hương đã làm công nghệ mới, trải nghiệm công nghệ mới dành cho lông mày, đó là công nghệ hair shop đúng không ạ? Vì trước khi mà để cho mọi người nhìn ngắm được rõ hơn cái sản phẩm của mình thì chị Hương có thể chia sẻ một vài cái tình trạng cũ về môi và lông mày của mình trước khi làm không ạ? Trước đây thì môi mình nó bị nhạt màu, mình sang đây làm môi từ hôm mùng 1 tháng 5 đến bây giờ là được hơn 1 tháng. Còn lông mày trước thì làm chỗ cũ nó bị trổ đỏ và trổ xanh trổ đỏ, nó dáng rất là xấu. Thế là mình đã sang đây thực hiện vừa hút lông mày cũ đi và đến hôm nay thì làm được lông mày mới, vâng. Rất là ưng ý. Vâng. Vậy cái quá trình mà hút laser lông mày ở tại DK thì chị có bị đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Thì không đau, không cảm thấy đau mấy mà rất là nhanh. Rất nhanh đúng không ạ? Vâng. Và trong cái quá trình chỉ hơi châm chích chút xíu thôi. Vậy em có thấy là cái tình trạng da của chị Hương nó khá là mỏng. Vâng. Cho nên là khi mà laser tác động thì chúng ta sẽ cảm thấy như kiến cắn thôi đúng không ạ? Vâng. Và ngày hôm nay thì như em đã thấy thì môi của chị Hương đã được hơn một tháng rồi. Đó, thì như mọi người có thể thấy nhé, môi của chị Hương này bây giờ đã ổn định lên màu rất là đẹp. Và ngoài ra thì tất cả những cái nhược điểm môi của chị Hương đã hoàn toàn biến mất rồi. Và cái công nghệ mà chị Hương sử dụng ở tại DK đó là công nghệ phun môi phủ sâu 3D. Đó. Chị ơi, thì không biết là sau khi mà phun môi ấy, cái ngày mà mình vừa phun môi xong ấy, thì môi của mình có bị sưng nhiều không? Hay là trong quá trình làm mình có bị đau hay là nó có giống, nó có cái kinh khủng như là mình tưởng tượng lúc trước không ạ? Không ạ, em làm mà xong giống như đánh son thôi ạ, không đau gì đâu. Vâng, vậy còn lông mày thì sao ạ? Để xin mời mày quay sát hơn một chút nữa nhé, để chúng ta có thể chút nữa để gặp lông mày của chị Hương. Cái tình trạng cũ của chị Hương lúc trước là lông mày bị chùa đỏ. Cái nguyên nhân mà lông mày bị chùa đỏ là do cái gốc mực của chúng ta bị pha tạp chất và kim loại này. Đó. Tuy nhiên thì sau khi được thực hiện hút laser, siêu laser Picomax ở tại DK thì như lời chia sẻ của chị Hương thì không hề xảy ra cái hiện tượng là bị đau hay là bị cháy lông, vùng lông mày của chị Hương vẫn còn nguyên. Và ngoài ra thì cái quá trình này diễn ra rất là nhanh. Theo như em thấy thì không biết là cái cảm xúc của chị Hương ấy thì hôm nay sau khi mà mình đã có một cái đôi môi hoàn toàn xinh đẹp và một cái cặp lông mày hoàn toàn tự nhiên như này thì không biết là cảm xúc của chị bây giờ nó như thế nào ạ? Mình rất là vui và rất là cảm ơn mọi người. Dạ vâng, thì không biết là sau ngày hôm nay thì khi mà chị trải nghiệm xong rất là nhiều những cái dịch vụ ở tại DK rồi thì không biết là các bạn đội ngũ của DK cũng như là chuyên gia có chăm sóc mình tận tình chu đáo không ạ? Cái đấy phục vụ thì mọi người phục vụ rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng, hướng dẫn mình rất là tỉ mỉ, kể cả lúc về nhà cũng gọi điện hướng dẫn cẩn thận. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Hương rất là nhiều. Và thay mặt đội ngũ DK thì em chúc chị Hương luôn luôn xinh đẹp và chị phải thật tự tin nhá, vì bây giờ em đã thấy mình rất là xinh đẹp rồi ạ. Vâng. Và nếu như mà các chị em cũng muốn, nhất là những cái chị em mà lông mày hỏng này, lông mày lỗi hoặc là chúng ta bị chùa đỏ, chùa xanh hay là môi có những cái nhược điểm về môi như môi thâm này, môi nhăn thì chúng ta hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang áp dụng tại DK mọi người nhá. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều ạ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay ạ.